lưới này dễ chuột cắn thì hỏng ok bạn đam mê săn bẫy nhá mình sẽ giải thích cho mọi người uh, phân tích cái vấn đề luôn là chuột thì đương nhiên nó lưới nhựa là, là chuột nó cắn được thế nhưng mà ví dụ như là ban ngày và cái thứ hai nữa là ở những cái chỗ mà rảnh như này không uh, người thường xuyên qua lại và thứ hai nữa là, là không có cái chỗ để nó, nó... con chuột nó ẩn nấp thì nó không bao giờ nó dám ra đây mà nằm im một chỗ như này để mà cắn lưới cả đấy bên trong này thì em làm như thế này thì là chuột nó không phải gà nó có gà ở đây thì chuột nó không bao giờ nó dám trèo lên đây mà đứng im đây để mà cắn đấy. cho nên là anh em dùng cái lưới nhựa này làm sân chơi hoặc làm quây hàng rào thì rất là ok chịu nắng chịu mưa thoải mái cái này là mình trực tiếp cung cấp và mình uh, giá là giá tại xưởng luôn anh em nhé. đây như cái cuộn cao 2 mét này thì chỉ có 820 bao ship toàn quốc cho các bạn là hàng loại một, hàng loại một thì các bạn có thể test thử này, các bạn nhận hàng bẻ gập thoải mái, không bao giờ gãy, bẻ gập nhiều lần không gãy này. Đấy và phân biệt ở cân nặng nhá. Mình vừa dùng và vừa cung cấp cho anh em luôn, chia sẻ cho anh em luôn, giá tại xưởng luôn anh em nhá. Đấy, cho nên là giá rất là mềm. Đây mình sẽ quay một lượt, mình sẽ quay một lượt uh, cái phần sân chơi bên ngoài này cho các bác xem này đấy bên trên này mình cũng sẽ lợp lưới mình sẽ căng dây ở trên để mình lợp lưới nhá đây cuộn 50 mươi mét mà quay thoải mái anh em này cuộn 50 mươi mét mà mình quay rộng từ bên này đấy chạy ra đây đây đấy quay hết đường này cuộn 50 mươi mét mà quay còn chỉ mới hết có một nửa vẫn còn một nửa đây ạ nửa này em sẽ lợp ở bên trên để khỏi gà nó bay qua đấy còn cái chuồng ở trong này là rộng 3 mét dài 12 hai mét thì là Em làm hết một cuộn 1m8 Cuộn 50m 1 m tám chưa hết cơ Vẫn còn thừa Cái này là em lấy cái cuộn của từ năm năm ngoái Em tháo ra để em chuyển sang cái chuồng này Đây anh em cần lưới nhựa siêu dẻo nhá Làm hàng rào quay hàng rào Làm chuồng trại này quay ao hồ này Cái này ngâm dưới nước rất là bền Nhắn tin trực tiếp cho mình nhá Nhắn tin trực tiếp luôn cho dễ Mình sẽ Bao ship toàn quốc cho các bạn cảm ơn mọi người xem video